Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo Thống nhất nhiệm vụ trong năm 2023 là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc, truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án và xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã bổ sung vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam vào diện theo dõi trong năm 2023. Tại phiên họp này, ban chỉ đạo đã bổ sung vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi. Chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thái Học, phó ban nội chính Trung ương cho biết vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và nhiều trung tâm đăng kiểm các địa phương không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống và quy mô lớn